Liên đoàn Lao động huyện Yên Mô phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn giày Athena Việt Nam vừa tổ chức chương trình Tết Sum Vầy Xuân Gắn Kết năm 2023. Tham gia chương trình, người lao động đã được hòa mình vào các tiết mục văn nghệ sôi động, vui tươi chào đón năm mới. Dịp này, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, huyện Yên Mô và công ty giày Athena Việt Nam đã trao hơn 150 suất quà Tết cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện trách nhiệm, sự quan tâm của tổ chức công đoàn đối với người lao động, đồng thời khích lệ đoàn viên tiếp tục thi đua lao động, năng suất, chất lượng, hiệu quả, góp phần xây dựng công ty ngày càng phát triển.